Xin chào quý khán giả Kera TV tuần lễ thứ nhất tháng 3 năm 2021 Việt Nam Trung Cộng và Biển Đông 2021 Nhà báo phạm Trần Biên Soạn, Trần Việt Lược Thuật, Carolina TV thực hiện. Việt Nam Cộng sản biết rõ ý đồ của Trung Cộng muốn ăn sống nuốt tươi mình ở Biển Đông. Nhưng lãnh đạo đảng duy nhất cầm quyền tại Hà Nội chỉ biết tùy cờ ứng biến và cầu may được quý nhân phù trợ khi bị Bắc Kinh tấn công quân sự. Lập trường này không mới nhưng không bảo đảm giữ được chủ quyền, quyền chủ quyền và khối lượng tài nguyên khổng lồ và biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Nó phản ảnh tư duy lệ thuộc và bản lĩnh sợ hãi không bao giờ dám thoát chung của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam khi 100 triệu dân Việt Nam phải co ro sống sợ trong cái lòng quyền lực của Bắc Kinh. Tình trạng này bắt đầu ngay từ Hà Nội, nghị thượng đỉnh Trung Việt ở thành đô tỉnh Tứ Xuyên, Trung Cộng năm 1990. Theo yêu của lãnh tụ tối cao Trung Cộng, lúc bấy giờ là Đặng Tiểu Bình. Kết quả của hội nghị là một loạt các thay đổi trong đối nội và đối ngoại không chỉ giữa Việt Nam với Trung Quốc, mà còn giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước Asian. Lãnh đạo tối cao Trung Quốc Đặng Tiểu Bình là người đứng sau bày mu kế buộc Việt Nam phải làm theo điều kiện của Bắc Kinh, từ việc Hà Nội phải rút quân khỏi Cao Nguyên cho đến những việc Việt Nam được làm và không được làm sau khi nói lại bàn giao với Trung cộng năm 1991. Những chi tiết của thành đô chưa hề được tiết lộ, nhưng liệu trong số những thỏa hiệp bí mật này có điều gì bất lợi cho cho chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông không? Để trả lời câu hỏi này không có gì rõ ràng hơn bằng cách là nhắc lại nhận xét lịch sử của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Người có lập trường chống Bắc Kinh thời bấy giờ, ông nhận định về cuộc họp thành đô đầu tháng 9 năm 1990 rằng một thời kỳ bắt thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu. Vậy Việt Nam đã và đang làm gì để chống lại tham vọng của Trung Cộng? Trước hết, hãy nghe Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói bằng quờ với báo chí tại Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2020 rằng Việt Nam đã tiếp tục duy trì một môi trường ổn định ở Biển Đông thông qua nhiều biện pháp, trong đó có các biện pháp quan hệ song phương của chúng ta với các nước. Nhưng riêng với Trung Cộng thì dù Việt Nam có song phương hay đa phương cũng chết cửa tứ với Bắc Kinh ở Biển Đông và Trung Cộng không coi nhược tiểu Việt Nam ra gì. Cộng sản Việt Nam cam kết 4 không trong sách trắng quốc phòng chỉ nhằm cầu vàng Trung Cộng đừng tấn công Việt Nam. Nhưng Việt Nam lại không có bất cứ hiệp ước phòng thủ chung nào với bất cứ nước nào, đặc biệt với đại cường quân sự Hoa Kỳ. Cho nên Hà Nội chỉ còn biết chơi lá bùng nhũng như còn chi chi để cầu vay tổng kết cho đến nay Trung cộng và Đài Loan đã chiếm chín đảo và đá của Việt Nam thuộc Trường Sa cuối cùng một bài viết của Bộ Ngoại giao Việt Nam kết luận rằng nhìn chung năm 2021 chưa đủ hội à, các yếu tố để tình hình sáng sủa hơn Biển Đông chưa thể sớm bình lặng giải quyết tranh chấp chủ quyền là công việc phức tạp lâu dài cần sự kiên trì nỗ lực của tất cả các bên và cả trong ngoài khu vực cần đề cao chủ nghĩa đa phương hợp tác tranh thủ sự ủng hộ quốc tế rộng rãi về thiết lập và tuân thủ một trật tự dựa trên luật pháp luật lệ giá trị chung và lợi ích chung Điều này đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam nhìn nhận rằng đàm phán COC có thể khó có thể kết thúc trong năm 2021 như tuyên bố của Trung Quốc do độ trên lớn về yêu sách chủ quyền. Vì vậy, bài viết của Bộ Ngoại giao cũng đã nhận ra chủ trương biển Đông của Trung Cộng trong năm 2021 vẫn là Trung Quốc về cơ bản vẫn tiếp tục đa chiến pháp nhịp độ khi căng khi trùng nhưng tổng thể vẫn là hành động kiên quyết cứng rắn. Nếu nội bộ không có đột biến và áp lực bên ngoài chưa đủ độ là khả năng hữu hiệu thì Trung Quốc không hoặc khó nhượng bộ. Với diễn ảnh u tối này, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã làm gì để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hay chỉ biết há miệng chờ sung rụng? Trân trọng kính chào, Trân Việt, Kheo Na TV.